Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phạm Linh ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi. Con muốn hỏi về vô ngã. Theo con hiểu, vô ngã tức là không có cốt lõi. Cảnh giới vô ngã không phải là xóa đi một cái ngã, vì cái ngã đó vốn không tồn tại. Mà cảnh giới vô ngã tức là mở rộng cái ngã, mở rộng năng lượng đến mức có thể bao quát vạn vật, không còn chịu ảnh hưởng ngược của ngũ uẩn. Ngũ uẩn phải không còn tồn tại. Con hiểu như vậy có đúng không ạ? Không không phải là hiểu cái sự vô ngã như vậy được. Cái sự vô ngã này không phải là mình có thể suy luận, không phải là mình có thể tưởng tượng, không phải là mình có thể giảng giải giải thích bằng lý thuyết, mà cái sự vô ngã này nó chỉ có thể được thấy, được biết, được tuệ tri, được quan sát bằng cái trí tuệ của sự thiền quán vô ngã trên cái tự thân của mình. Đúng vậy, thì một cái người nào đó mình có cái sự chấp về cái thân, về cái tự thân năm muộn này, đây là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, thì cái người đấy là có cái sự chấp trước, có cái chấp ngã, có cái sự chấp thủ đối với năm muộn này, thì gọi là cái chấp về cái thân năm muộn này là tôi. Còn khi vị đó có thể quán ra thấy các cái sự thật ở trong cái thân này, như nó là đất nước lửa gió, nó là có những cái sắc, nó có cái sự tập khởi, cái nguyên nhân nó sinh ra sắc, có cái sự đoạn diệt sắc ấy, có sự có cái quá trình đi đến đoạn diệt, hay là thấy ra được cái tính sinh diệt trên cái sắc uẩn này, vì vị ấy mới thấy, mới nhận thức, mới giác ngộ ra được cái sự vô thường giả tạo trên cái thân này, vì cái thấy ra cái sự vô thường giả tạo, vị ấy thấy ra được cái sự bức bách, cái nỗi khổ đau khi mình có cái thân này, rồi vị ấy thấy mình không có tự chủ, mình không có can thiệp, mình không có làm chủ được, không có thể làm cho nó dừng lại theo ý muốn của mình. Tức là khi mình có lạc, mình không làm cho cái lạc ấy nó dừng lại, nó tồn tại vĩnh hằng mãi mãi được, mà nó tùy theo cái nhân duyên, lúc đến lúc đi. Vì vậy, vì mình không có tự chủ, không có tự tại, không có quyền gì với những cái vận hành của xác thân này, cho nên xác này là vô ngã. Nó không phải là ta, mình nó không phải là của ta, nó không phải tự ngã của ta, mình không có cái quyền làm cho nó trẻ mãi không già, mình không có cái khả năng làm cho nó mãi sống mãi không chết, cho nên vì vậy cho nên được gọi là vô ngã, vì vô ngã là cái sự mình không can thiệp được vào cái sự vận hành, cái quy luật của nó, thân nó có quy luật của nó, cái thọ cũng vậy, nó cũng đến nó cũng đi theo cái nhân duyên, nó có sinh nó có diệt của nó, mình không làm chủ được, mình không có quyền làm cho nó theo ý mình, cho nên nó là vô ngã với cái thọ. Vô ngã cũng tương tự như vậy với cái tưởng, với cái hành, với cái thức, thì đấy là cái sự tuệ quán, cái sự tuệ giác, cái sự quán chiếu quán sát để mình thấy ra được những điều ấy, nhận thức ra hay là giác ngộ ra những cái điều ấy, đấy mới được gọi là vô ngã. Chứ cái vô ngã không phải là do suy luận, không phải là do tưởng tượng, không phải là do mình có thể lý giải theo cái ý nghĩ của mình được, thì những cái vô ngã ấy là ảo tưởng. Còn cái vô ngã nó chỉ có thể thấy được khi mình thực hành thiền quán, tuệ quán, thấy ra được cái sự rỗng không giả tạm trên cái thân tâm năm uẩn này, thì đấy mới là vô ngã. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Phạm Linh. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi. Tất cả các tôn giáo hay tất cả những cái đẹp đều hướng đến một cái chân thiện mỹ, hay đều hướng đến một đoàn năng lượng bao quát vạn vật kia? Tổ, đạo tổ hay các vị tổ của các đạo cũng đều mang tính chất người dẫn đường, họ có thể vẫn đang đi. Ngay chính Phật tổ cũng nói, Ngài chỉ là người dẫn đường mà thôi, Phật là người dẫn đường, không phải điểm kết. Điều này có đúng không ạ? Đúng là tất cả các bậc đạo sư đều là những người dẫn đường, cũng là những người đã thấy cái con đường cho nên là những người dẫn đường. Thì những người dẫn đường có nhiều hạng người khác nhau, có người dẫn đường đi trong một cái phạm vi của cái ngôi làng này thôi, có người dẫn đường ở trong cái phạm vi của tỉnh này, có người dẫn đường đi ở trong cái thế gian này, nhưng cũng có những người dẫn một cái con đường, đó là dẫn đường để cho một người đi lên cõi thiên giới, có người dẫn đường để cho một người lên cõi phạm thiên, và
Có những cái người dẫn đường đúng, có người dẫn đường sai nhé. Có người dẫn đường khiến cho người ta đi vào cái chỗ nguy hiểm. Tức là có những người không biết đường nhưng mà tự đứng ra nhận là tôi biết đường, đi theo tôi. Rồi cuối cùng cũng rơi vào hố sâu, vực thẳm, cũng rơi vào địa ngục, ngã quỷ súc sinh. Còn đối với Đức Phật là một bậc dẫn đường đi đến Niết Bàn, đi đến giải thoát, đi đến giác ngộ, đi đến chấm dứt cái vòng luân hồi tái sinh, đi ra khỏi cái tam giới này, là một bậc dẫn đường đi ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì đấy là Đức Phật là bậc dẫn đường, là bậc đạo sư, là bậc dẫn đường, là như vậy. Còn các vị đạo sư khác, các quý vị giáo tổ, rồi các cái giáo phái khác thì các vị ấy dẫn đường thì cũng như thế thôi. Có những người là dẫn đường chân chánh, có những người thì là những người không có mắt mà đi dẫn đường, giống như người mù dẫn một đoàn mù đi theo. Có những người tự nghĩ ra, tự bịa ra, tự đặt ra những cái con đường, tưởng tượng ra những con đường, rồi cũng tự nhận mình là người dẫn đường thì đi những con đường đấy thì nguy hiểm. Còn những cái bậc mà có thấy con đường và dẫn một cái con đường chân chánh thì đi đến an vui giải thoát. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Phạm Linh ạ. Dạ con bạch sư, xin sư cho con hỏi, người ta giảng cách để đạt được hạnh phúc, đạt được niềm vui, nếu theo đạo Phật sẽ được như này, không theo sẽ bị thế kia. Con không biết liệu nó có đúng không ạ? Con có thể hiểu niềm vui và hạnh phúc mà Phật nói đến chính là sự yên vui trong tâm, tức là sự yên vui bình lặng như nước. Liệu những điều vui và hạnh phúc trong những bài giảng có phải là cái đó không ạ? Cái niềm vui và niềm hạnh phúc nó có nhiều những cái mức độ khác nhau. Có những cái hạnh phúc, có những niềm vui hạnh phúc nó có thể mình thấy được ở ngay hiện tại này. Cũng có những cái niềm vui hạnh phúc nó rất là thâm sâu, chỉ người nào đã đạt đến mới có thể cảm nhận được, mà chứ một cái người mình chưa đạt đến mình không thể cảm nhận được. Có nhiều cái mức độ, nhiều cái niềm vui. Thì đúng là cái giáo pháp Đức Phật dạy sẽ có chỉ cho mình thoát khổ đau. Cứ thoát khổ đến đâu thì cái niềm vui nó đạt được đến đấy. Như là một cái người bệnh nhân, người ta đang đau đớn, khổ đau. Thì cái người bác sĩ điều trị cho người ta khỏi được cái nỗi khổ đến đâu, thì người ta sẽ có cái sự an vui đến đấy. Người ta có sự an lạc đến đấy. Vậy thì những cái chúng sinh ở trong thế gian này bị những cái phiền não nó chi phối, thì cứ bớt được phiền não đâu thì an vui đến đấy. Một cái người đang sân hận mà thực hành cái pháp nó tiêu tan sân hận đấy đi thì ngay lúc đấy có niềm vui. Một cái người đang bị tham dục chi phối mà thực hành một cái pháp tiêu tan được cái tham dục ấy đi thì có niềm vui nó sẽ đến. Thì có những cái niềm vui ở hiện tại, có những cái niềm vui ở tương lai, hay là có những cái niềm vui ở cái chúng sinh mà khi chết rồi mà đọa vào địa ngục ấy, mà một nỗi khổ, một cái người mà được sinh về thiên giới đó là một cái niềm vui. Hay là ở một cái tâm của người ta cũng vậy, khi mà người ta có được cái tâm định tĩnh, không còn những cái phiền não nó chi phối, người ta chứng vào các tầng thiền, nó gọi là một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tứ, hay là một cái trạng thái hỷ lạc do định sinh không tầm không tứ nội tình nhất tâm, một cái trạng thái ni hỷ chú xả chứng tam thiền thì có lạc với nhất tâm thuần thọ lạc, hay một cái trạng thái không lạc không khổ thuần thọ xả thì cũng là một cái trạng thái định tinh ấy. Hay là một cái người chứng các cái đạo quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, đoạn trừ vĩnh viễn những phiền não ấy, không làm cho nó khởi nê, thì cái chú ở trong những cái pháp thiền chứng hay pháp cái pháp thiền quả ấy, vị ấy lại cảm thọ những cái cảm giác an lạc, những cái sự hạnh phúc, những cái sự an vui tối thượng mà có nói ra một cái người chưa đạt đến cũng không hiểu được. Vậy thì phải đạt đến những cái mức độ như thế thì mình mới có thể hiểu được. Thì cái pháp của Phật là như thế. Cái sự an lạc tối thượng nhất là khi nào mình đạt được cái tâm bất động, một cái tâm mà không còn bị dao động như là xúc phạm xúc chạm các cái pháp thế gian, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm, thì đấy được gọi là cái sự hạnh phúc, cái phước lành, cái sự an vui tối thượng nhất. Thì những cái đấy thì mình nghe trên lý thuyết thì nó hời hợt thế thôi, nhưng mà mình muốn hiểu đó mình phải phải tự mình thực hành và trải nghiệm qua thì mình mới có thể biết được cái lạc đó, cái vui đó, cái hạnh phúc đó nó như thế nào.
Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Phạm Linh ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi, đi tu là học cách buông bỏ, vậy việc mong muốn mình tu để đạt được phước lành cho kiếp sau, tu để mình có chỗ đứng cao hơn, đây phải chăng là đi ngược lại với giáo lý không ạ? Tu là buông bỏ, cứ buông cái này thì sẽ đạt được cái kia. Nó giống như là một cái người mình đi từ nơi này đến nơi khác, mình cứ rời khỏi cái nơi này thì mình lại đến nơi khác, rời địa phương này thì đến địa phương khác. Chứ không phải là mình buông cái này mà mình lại mất hoàn toàn, buông cái này là được cái kia. Một cái người giống như một cái người leo lên bậc thang, mình rời bậc thang thứ nhất thì mình sẽ đạt đến bậc thang thứ hai. Mình rời bậc thang đấy thứ hai mình sẽ đạt đến bậc thứ ba, rồi bậc thứ ba đạt đến bậc thứ bốn, cứ như vậy mà đi lên cho đến bậc cuối cùng thì thôi. Thì trong cái quá trình tu tập là như vậy. Đầu tiên là vị ấy từ bỏ gia đình, buông xả những cái đời sống thế tục, thì vị ấy sẽ thành tựu được một cái đời sống phạm hạnh, thành tựu được một cái hạnh của một vị sa môn, thành tựu được cái sa môn pháp. Rồi vị ấy buông bỏ những cái tham thì vị ấy đạt được cái vô tham, buông bỏ cái sân đạt được cái vô sân, buông bỏ cái vô minh thì đạt được trí tuệ. Thì cứ buông cái này nó đạt được cái kia, rồi buông bỏ cái sinh tử thì vị ấy đạt được niết bàn. Vậy thì vị ấy buông bỏ những cái hạ nhiệt, những cái thấp kém, những cái ô nhiễm, những cái khổ đau để vị ấy đạt được những cái cao thượng, những cái hạnh phúc, những cái sự an vui, những cái sự giải thoát giác ngộ. Vậy thì cái ý nghĩa của buông và được là như vậy. Thì đấy là cái ý nghĩa của cái buông, càng buông nhiều thì càng được nhiều, chứ không phải là buông mà để mình buông để mình rơi xuống, mà cái này là buông để mình thăng tiến, để mình tiến hóa, mình tiến lên. Thì đấy là cái ý nghĩa của buông xả, là thế. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Phạm Linh ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi, con không biết con có thể đến chùa để chạm đến thực tế không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Có thể đến được, có thể đến nhất là những cái chùa mà tiếp nhận tất cả mọi người đến tu tập thiền, để có thể trải nghiệm những cái đời sống tu tập thực tế nhất. Đến chùa Phúc Minh nhỉ? Thôn Na Nguyễn, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình nhỉ? Tiếp nhận đến tu tập lúc nào cũng được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Phượng ạ. Bạch sư, xin sư cho con hỏi, con là Phật tử tại gia và ăn chay hàng ngày, nhưng con vẫn phải làm thịt cá cho gia đình ăn. Vậy, việc con ăn chay giữ giới có còn chút lợi ích nào cho mình không ạ? Con xin sư chỉ dạy cho con được biết, con xin tri ân sư ạ. Ăn chay như vậy chả có cái lợi ích gì, chả có cái tác dụng gì, chả có cái ý nghĩa gì, chẳng có cái lợi lạc gì cả. Thật ra thì cái ăn nó không quan trọng mà cái hành động ấy nó mới quan trọng. Một cái người nó cái phước nó không phải nó sinh ra từ cái ăn, hay cái tội nó cũng không sinh ra từ cái ăn, mà nó sinh ra từ cái tâm tham hay là không tham ấy. Ví dụ mình ăn chay mà mình tham với cái món ăn chay nó vẫn sinh ra cái bất thiện nhá. Mình ăn chay mà cái món nó không ngon, mình tức giận với món này là sinh ra sân nhé. Hay là mình không được ăn những cái món chay như mình muốn, nó vẫn sinh ra sân hận. Mình ăn rồi mình tưởng là ăn này là tu tập giỏi lắm này, đấy là si mê tà kiến nhé. Mình ăn chay không phải đã là một pháp môn gì cao quý hết. Còn cái hành động mình sát sinh ấy, mình làm những cái món ăn đấy mà mình giết mổ những cái con vật nó còn đang có mạng sống ấy, mình tước đoạt mạng sống của nó để mình làm thức ăn, thì cái hành động đấy là tạo ra ác nghiệp, tạo ra tội lỗi. Dù mình làm mình không ăn thì cái tội đấy mình gánh hết, những người ăn kia người ta chả có cả. Thì tất cả những cái tội lỗi do mình đã làm những cái món đấy thì mình gánh, còn những cái người ăn không ai gánh gì hết. Ăn vì vậy cho nên là mình ăn cái gì cũng không quan trọng, mà quan trọng là cái việc làm ấy, mình làm cái món ăn đó nó có tạo ra bất thiện hay không hay là thiện. Thì nếu như mình làm mà mình mua sẵn, người ta làm sẵn rồi, người ta giết mổ rồi, mình làm thì không có tội gì. Còn nếu mình trực tiếp giết mổ thì mình gánh hết tội luôn. Còn ăn thì nó quan trọng là trong cái lúc mình ăn ấy, mình phải quán về ăn đấy là đất nước lửa gió, ăn vào để nuôi cái đất nước lửa gió, cái thân này thôi, để mình ni tham ni sân và không có si mê kiến ngã mạn gì với cái ăn đó thì nó mới không có tội. Còn nếu mình ăn mình còn tham còn sân còn si với cái thức ăn đó thì ăn cái gì nó cũng thành tội.
Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Giao Ngã. Kính thưa sư, xin sư cho con hỏi. Theo con được biết là tỳ kheo ly chỉ được xuất gia một lần. Vậy sa di ni tu nữ có được xuất gia nhiều lần không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một vị tỳ kheo ni chỉ được xuất gia duy nhất một lần. Đức Phật chỉ cho một vị nữ, người nữ, Đức Phật chỉ cho xuất gia một lần. Đức Phật chỉ quy định ở trong giới nữa thế. Người nữ thì được xuất gia một lần. Nếu như vị đấy đã hoàn tục rồi thì vị đấy không được xuất gia và không được thọ tỳ kheo ni nữa, không được thọ giới tỳ kheo nữa. Nhưng còn là tu nữ với nệ tỳ kheo, với nệ sa di thì vẫn được xuất gia đã. Như như là cái vị đấy đã xuất gia hoàn tục, một vị ni đã xuất gia rồi mà vì một cái duyên cớ gì đó mà hoàn tục thì muốn trở lại xuất gia chỉ được thọ sa di thôi, không được thọ tỳ kheo lần thứ hai. Người nào thọ tỳ kheo đến lần thứ hai là không đúng, hay là vị đấy phạm các cái tội bất cộng trụ rồi thì vị ấy sẽ chỉ được thọ sa di lại thôi, không được thọ tỳ kheo ni lại nữa. Thì đấy là cái pháp về tỳ kheo ni như vậy. Còn pháp tu nữ thì cũng tương đương với tỳ kheo ni, vì tỳ kheo ni là 10 giới mà tu nữ thì cũng chỉ có 10 giới. Cho nên tu nữ bây giờ rất giống với mẹ ni, sa di ni thời xưa, vì là cái giới nó bằng nhau. Và vì bây giờ thì không có cái người truyền, không còn cái vị tỳ kheo ni truyền thừa như ngày xưa, thì bây giờ bên Nguyên Thủy thì chỉ có tu nữ thôi chứ không có tỳ kheo ni. Ê, nên là tỳ kheo ni bây giờ, tu nữ thời giờ cũng giống như tỳ kheo ni thời xưa vậy. Thế nên là không được thọ tỳ kheo nhưng mà là sa di thì vẫn xuất gia lại nhiều lần được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Giao Nga. Con xin đảnh lễ sư ạ, xin sư cho con hỏi. Con được biết một người khi nhập thiền tối đa 7 ngày 7 đêm là phải xả, liệu không sẽ chết. Nhưng con thấy một số trường hợp, ví dụ như Hòa Thượng Trí Quảng nói đã tận mắt chứng kiến thiền sư Thông Lạc ngồi thiền 49 ngày đêm. Điều đó con nên hiểu như thế nào cho đúng ạ? Con xin sư từ bi chỉ dạy ạ. Con xin tri ân sư và ban tổ chức ạ. Thời Đức Phật thì các cái vị nhập thiền thì chỉ 7 ngày 7 đêm, vì cái thức ăn của loài người thì có thể tồn tại được trong 7 ngày 7 đêm là nó hết dinh dưỡng, nếu người nào nhịn quá thì sẽ chết, không thể tồn tại được. Nhưng có một số trường hợp mà có thể sống lâu hơn được. Nếu như vị đó có cái hỷ lạc cao, giống như Đức Phật khi ngài đắc đạo thì ngài cũng suốt 49 ngày đêm ngài không ăn gì thì ngài vẫn sống được tới 49 ngày đêm. Đấy là cái trường hợp là 7 ngày 7 đêm là một cái sự thông thường chung chung đối với tất cả mọi người. Còn một số người thì người ta vẫn có thể nhịn được lâu hơn, tức là ngay cả bây giờ có những người không hành thiền nhưng người ta nhịn ăn, người ta vẫn uống nước thì người ta vẫn có thể sống được tới cả 1, 2, 3 tháng. Người ta vẫn có thể làm được chứ không phải là không. Thì có một số người thì có cái sức khỏe nó phi thường hơn thì vẫn vẫn sống thêm được. Và có một số người thì có được các vị chư thiên người ta tẩm những cái dinh dưỡng ăn của chư thiên, và như là có những người khi mà bữa ăn có các vị chư thiên người ta cho những cái vật thực, cái thức ăn của chư thiên vào cái bữa ăn đó, thì cái thức ăn của chư thiên sẽ khiến cho vị đó sống lâu được từ 1 tháng đến 3 tháng. Vậy nên là một người người ta có thể nhịn được đến 3 tháng cũng có thể nhịn được, có thể là do người ta ăn cái thức ăn mà chư thiên người ta đã cho thức ăn vào. Như Đức Phật thì hàng ngày vẫn luôn có các vị chư thiên cúng dường các thức ăn, và khi ăn thì các chư thiên cho thức ăn vào thức ăn thông thường khác. Cho nên Đức Phật có thể sống được rất là, nhịn được rất là lâu. Nhưng là cái bữa ăn cuối cùng trước khi thành đạo thì có rất nhiều chư thiên đã tẩm các cái thức ăn chư thiên vào. Cho nên là Đức Phật nhịn tới 49 ngày thì vẫn là chuyện bình thường. Thì thức ăn chư thiên mới có thể duy trì cái mạng sống được lâu. Còn bình thường thì thức ăn của loài người chỉ duy trì được 7 ngày, 1 ngày đến 7 ngày là hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tâm Nguyễn. Con kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi. Nếu một hành giả tu chứng được tứ thiền, đề mục hơi thở, sau đó vị ấy thực hành tiếp đề mục ca si lá trắng,
thì vị ấy có chứng được các bậc thiền của vô sắc giới không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Vị ấy có thể chứng được và cái điều đó rất bình thường. Nếu khi mà chứng được thiền hơi thở rồi, vị ấy quay sang hành ca di nó trắng và vị ấy sẽ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rất dễ dàng. Rồi sau đó vị ấy thực hành các cái thiền vô sắc cũng rất là dễ dàng. Khi đã chứng được thiền hơi thở mà tập các cái pháp thiền khác thì rất là nhanh chóng, dễ dàng. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiện Phước Đình. Dạ, con xin đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi, nếu là cư sĩ tại gia có đắc được tứ thiền không ạ? Cư sĩ tại gia nên giữ mấy giới để được vào các tầng thiền ạ? Và các giới đó là các giới nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một người cư sĩ tại gia nếu mà thực hành thiền chuyên tu miên mật thì vẫn chứng được các pháp thiền như một người xuất gia. Chứ cái sự chứng thiền nó không có phân biệt là chỉ có người tại gia mới chứng được mà, hay là người xuất gia mới chứng được mà tại gia không chứng được, mà cái sự chứng đắc là như nhau. Miễn là vị đó nếu đã là trong cái quá trình thực hành để chứng đắc thiền ấy, thì vị đó phải giữ ít nhất là phải được 8 giới, là cái giới căn bản, bát quan trai giới đó. Nhưng mà ngoài ra còn phải giữ giới như là hộ trì các căn, là phải giữ giới không phóng dật, không phóng túng, không phóng túng các căn ấy, phải giữ giới đó là nuôi mạng thanh tịnh, cái mình ở vị đó không được sống tà mạng, phải giữ giới nó nữa đó là vị đó phải sống thiểu dục chi túc, cái vị đó cứ hưởng thụ hưởng dục của một cái người cư sĩ tại gia thì không không chứng được. Mà hôm đấy thì trong cái quá trình thực hành vị đó phải đi dục. Và vị đó phải sống ở những cái nơi yên tĩnh, vị đó phải công phu miên mật thì vị đó sẽ hành thiền được. Nhưng còn nếu vị đó quá bận rộn, quá năng xăng, nhiều việc, cái thời gian tu tập ít, rồi là phóng túng phóng dật thì không hành không chứng được. Còn vị đó tinh tấn, nỗ lực, siêng năng thực hành thiền một cách miên mật đều đặn thì vị đó chứng các tầng thiền là chuyện bình thường. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Sen Trắng ạ. Dạ, con thưa sư, một hành giả có suy nghĩ, cứ thiền nhiều ta sẽ cảm thấy hỷ lạc, tâm lại rất muốn được xuất gia, mà đi xuất gia thì chắc chắn gia đình không đồng ý, họ cũng thương con mình còn bé, dưới 10 tuổi ạ, và họ ít thiền hơn, họ cũng sợ đi xuất gia không tìm được một chú xứ thực hành đúng pháp ạ. Như vậy, với suy nghĩ này, họ có đang sai lầm không thưa sư? Con xin tri ân sư ạ. Với một người mà không không hiểu pháp thì khi con cái đi tu thì dù còn nhỏ người ta cũng giữ, lớn người ta cũng giữ. Giữ đấy là do cái tham ái, do cái sự chấp thủ. Ta nghĩ rằng mình làm sao thì con cái làm vậy. Đôi khi người ta nghĩ như vậy vì người ta không hiểu được cái nghiệp, cái nhân duyên mỗi người mỗi khác. Người mà khởi lên cái tâm mộ đạo, muốn xuất gia, muốn tu tập, đó là cái ba la mật, đó là cái nhân duyên. Đó là cái người đấy có cái hạnh nguyện từ nhiều đời nhiều kiếp nên đời này mới khởi lên tư tưởng ấy. Còn cái người cha mẹ là cái người vô duyên, là những người không có đức tin, là những người không có những ba la mật thì kiểu gì người ta cũng sẽ giữ. Dù còn nhỏ thì người ta lấy cớ là con cái còn nhỏ thương đi tu cho khổ đau, nhưng lớn rồi thì người ta lại càng giữ hơn. Các bạn lớn rồi thì, trẻ cậy cha già cậy con, ta muốn là những đứa con ấy sẽ phải lao động làm ra những cái tài sản vật chất mang lại cái lợi ích về vật chất cho bản thân mình để mình được nương nhờ nó về sau. Cho nên là trẻ người ta giữ, lớn người ta cũng giữ, già rồi người ta cũng giữ, người ta chẳng bao giờ muốn buông, không bao giờ muốn xa những người thân của mình. Đấy là cái tâm lý chung chung của những cái người không có đạo, không hiểu đạo. Còn những người hiểu đạo thì người ta lại hoan hỉ. Nếu mà có người nào muốn đi xuất gia thì người ta sẽ ủng hộ, hộ trì, hoan hỷ hết lòng. Thì đấy là những người có duyên với giáo pháp là như vậy. Thì cái này thì có cái người có trí tuệ thì mới biết đi tìm một cái chú xứ phù hợp, mình biết là chú xứ như thế nào, có tu tập giới định tuệ là phù hợp, không tu tập giới định tuệ thì chú xứ ấy không đi đến giác ngộ giải thoát được. Thì cần tự mình tìm hiểu một cái chú xứ phù hợp là được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hà Đình Hải. Dạ, bạch sư, xin sư cho con hỏi. Con nghe giảng về giáo pháp Phật thì biết rằng thực hành giáo pháp Phật như giữ giới, tu 10 pháp thiện, làm việc thiện, tránh việc ác, tập buông bỏ, giúp chúng ta dần có tâm hiền thiện, bớt phiền não, cấu uế,
tức là dần thanh lọc được thân tâm. Con cũng lại nghe sư giảng là hành thiền giúp thanh lọc thân tâm. Con thấy rằng ví dụ như thực hành thiền định với phương pháp theo dõi hơi thở thì tại sao lại thanh lọc được thân tâm, sự vận hành của thân tâm trong quá trình thiền như thế nào mà lại mang lại lợi ích tốt đẹp như vậy? Kính xin sư giảng giải để con hiểu điều này ạ. Con xin kính tri ân sư ạ. Thực hành thiền sẽ mang đến cái sự thanh tịnh nội tâm rất là cao. Thanh tịnh về thân tâm ở đây có là thân của mình không tạo ra những cái tội lỗi ác nghiệp, và tâm của mình không khởi lên những cái tâm bất thiện, những cái tâm tội lỗi như tham sân si. Ví dụ như khi thực hành thiền hơi thở, mình chánh niệm tỉnh giác, mình nhận biết hơi thở vào ra, thì cái tâm nhận biết hơi thở vào ra ấy, nó không khởi lên một cái tâm, nó không đơn giản là chỉ nhận biết hơi thở không, mà nó đi kèm với những cái tâm tịnh, những cái tâm cao thượng, tức là trong ấy nó có một cái niềm tin. Thì trong khi mình hành thiền đấy, nó có niềm tin rằng cái sự thực hành này sẽ mang đến cái sự lợi ích, hay là cái con đường đi đến giác ngộ giải thoát. Đấy là nó có tín, rồi nó có chánh niệm. Khi nó nhận biết hơi thở vào ra thì nó không có nghĩ đến những cái chuyện như là tham dục sân hận thì mê tà kiến nữa. Đấy là nó có niệm, có tàm, có quý. Nó là trong cái lúc đấy nó khởi lên một cái tâm bất thiện gì, cái nó hổ thẹn, nó khởi lên một niệm bất thiện là nó cảm thấy ghê sợ ngay, và nó diệt trừ những cái niệm bất thiện đấy ngay lập tức. Đấy là tâm tàm quý. Nó có tâm vô tham. Khi tâm tham nó không khởi lên được, vì mình có những cái tàm quý ấy, cho nên cái tâm vô tham nó cứ lớn lên dần dần. Tâm vô sân nó lớn lên, sân hận nó không khởi lên. Tâm không có dính mắc, tức là có cái tâm xả, buông xả nó khởi lên, thì lúc đấy mình không yêu không ghét đối với một cái đối tượng gì. Rồi cái tâm thanh tịnh, rồi cứ vậy dần dần cái tâm của mình nó thanh tịnh ra, tịnh, rồi cái tâm thì mình nó trở nên nhu nhuyễn, nó không có cứng nhắc nữa, nó trở nên thuần thục, mà nó thuần hóa, nó thuần thành dần dần. Tức là những cái tâm vô tham vô sân ấy, nó thuần thục dần dần, tàm quý nó thuần thục dần dần, nó khởi lên những cái tâm chân chánh, những cái tâm chánh trực ngay thẳng. Vì cái lúc đấy khi ngồi mình rất là nghiêm túc nghiêm chỉnh, cho nên những cái tâm của người đấy, tính cách của người đấy sẽ dần dần trở nên ngay thẳng, không còn có những cái tính lăng xăng, không còn có những cái tính phóng dật. Rồi cái trí tuệ nó tăng lên, mà cái tâm si mê nó sẽ yếu dần đi. Đấy là cái thanh tịnh, là thế. Thanh tịnh là cái tâm của mình, thân tâm nó trở nên thanh tịnh là thế. Thì trong cái quá trình hành thiền, cái thanh tịnh nó cứ tăng trưởng dần dần, tăng trưởng dần dần, rồi nó đạt đến cái sự thuần thiện dần dần. Thì mình sẽ càng đạt đến cái mức định thâm sâu hơn thì cái thanh tịnh nó càng cao hơn. Rồi sau này cái quá trình thực hành thiền tuệ thì nó lại đạt đến cái sự thanh tịnh một cách tuyệt đối nữa, tức là cả những cái phiền não tiềm ẩn vi tế nó cũng được đoạn trừ, và nó không thể sinh khởi lại được nữa. Thì đấy là khi đạt đến cái sự thanh tịnh tương đối, tăng lên dần dần, rồi đạt đến cái sự thanh tịnh tuyệt đối, và đến một cái mức độ nó trở thành vô nhiễm, tức là không còn bị một chút ô nhiễm nào nữa. Đấy là cái quá trình thực hành về thiền chỉ, thiền quán, để đi đến cái sự thanh tịnh cả về trí tuệ, cả về tâm thức, và cả về những cái hành động về thân khẩu ý đều được thanh tịnh hoàn toàn. Thông qua cái sự thực hành thiền mới đạt đến cái mức thanh tịnh như vậy. Còn những cái pháp khác không thể đạt đến mức thanh tịnh như vậy được. Ngoài cái pháp thiền chỉ quán là không có cái pháp gì đạt đến thanh tịnh tuyệt đối được. Nên những cái pháp khác có thanh tịnh thì là một cái sự hời hợt, rất là yếu ớt, nhỏ nhen thôi. Còn sự thực hành thiền mới đạt đến cái sự thanh tịnh thâm sâu và tuyệt đối được. Dạ, con thưa sư, con xin đặt câu hỏi của hành giả Thiện Phước Đình ạ. Dạ, thưa sư, xin sư cho con hỏi, nghề bán bảo hiểm nhân thọ có phải là nghề tà mạng không ạ? Nghề này có tạo ra phước hay là mất phước không ạ? Con hay nghĩ nghề bán bảo hiểm là tà mạng, như vậy có phải là tà kiến không ạ? Con xin sư giúp con phân biệt nghề tà mạng và chánh mạng ạ. Con xin cảm ơn sư ạ. Cái nghề này thì sư không có biết, sư không trải nghiệm qua, sư cũng không hiểu cái nghề đấy, cái nội tình, cái công việc, cái ý nghĩa công việc, hay là sự cái công việc hàng ngày mình làm những cái gì thì sư không biết, nên sư không biết là nó có thuộc về tà mạng hay chánh mạng.
Thì bây giờ mình chỉ cần hiểu là những cái nghề tà mạng này, cái gì mình có cái sự lừa dối, có cái sự không chân thật, có cái sự lừa gạt người khác để lấy lợi ích cho mình và có cái sự tổn hại đến người khác. Mình chỉ cần hiểu như thế thì mình biết đó là tà, tà vì một cái gì đó nó không chân chánh. Ví dụ như một cái người người ta xem ngày giờ tốt xấu mà thực tế ra thì chẳng có cái ngày tốt ngày xấu nào cả. Ngày nào làm việc thiện là ngày tốt, ngày nào làm việc ác là ngày xấu, nhưng người ta tự bịa đặt ra những cái không thật đấy để người ta đi mê hoặc, mị hoặc lòng người ấy. Thì những cái đấy nó gọi là tà, là người ta lấy cái tiền của người khác bằng cái sự lừa dối đấy, thì đấy được gọi là tà mạng, vì người ta nuôi sống mình bằng cái những cái việc làm dối trá đấy nên được gọi là tà. Nên là đi cầu xin cúng bái cho người ta cầu an cầu siêu, mà an có an thật không, siêu siêu thật không, mà nó ở cái hành động, cái thiện nghiệp ác nghiệp người ta, chứ đâu có phải là mình cầu mà tạo ra phúc ra tội cho người ta được đâu. Người làm cái việc đấy lấy công bằng cái việc đấy, nuôi sống mình bằng cái việc đấy nên mới gọi là tà. Vậy thì các cái nghề nghiệp khác cũng thế, như mà mình có một cái nghề gì đó nó không chân chánh mà đi lừa đảo, lừa gạt, lừa dối người khác để làm lợi nào cho mình, có sự tổn hại đến người khác và sống bằng cái nghề đấy mới gọi là tà mạng. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Đăng ạ. Con kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi. Con chưa bao giờ thiền Phật giáo, con là người sân nhiều và tạp niệm cũng nhiều, thì lên thiền đề mục nào và bắt đầu ra sao ạ? Con xin tri ân sư ạ. Nếu mà sân nhiều thì mình thực hành pháp thiền giải tâm từ, nhắm mắt lại, hình dung ra một đám đông người hay một cái người mình kính trọng hay một đám đông người nào đấy, niệm cái câu là cầu mong cho những người hiền thiện này được an vui hạnh phúc. Và cứ niệm 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 liên tục như thế 30 phút hay 1 tiếng hoặc 2 tiếng 3 tiếng gì đó tùy theo. Hoặc là niệm cái giải tâm từ đấy khoảng 30 phút rồi mình chú tâm về hơi thở, cho tâm mình định tĩnh ở trên hơi thở ấy. Thì đấy cũng là cái thực hành liên tục đều đặn miên mật, thì khi nó thuần thục rồi thì tâm sân nó không khởi lên nữa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả thiền sinh ạ. Kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Có một người phụ nữ có cha bị ung thư, cô ấy rất yêu cha và bằng mọi cách để người cha được khỏe mạnh, ăn vui và hạnh phúc. Và cô ấy nghĩ rằng cần phải làm ra nhiều tiền hơn thế nữa mới giúp được ba cô ấy nhất có thể. Con nghĩ như vậy chắc không phải là hướng đi đúng. Xin sư chỉ dạy làm thế nào để cô ấy phước duyên tìm ra hướng đi đúng với lợi mình, lợi cha cô ấy và rộng hơn nữa lợi chúng sinh và nuôi trường thưa sư. Con xin cung kính tri ân sư ạ. Cái bệnh ung thư là một cái bệnh khó chữa, thì thực ra người ta bị bệnh đôi khi nó là do nghiệp. Có những bệnh như ung thư có người chữa được, có người không chữa được, nhưng mà có chữa được bệnh này thì nó cũng sinh ra rồi cuối cùng thì cũng phải chết, không chết vì cái nguyên nhân này cũng chết vì nguyên nhân khác mà thôi. Vậy một cái người có trí tuệ thì cái quan trọng đó là để hiểu được rằng cái sau khi chết rồi có được hạnh phúc an vui hay là khổ đau. Nếu như có sống thêm được 1 năm hay 10 năm 20 năm nữa, nhưng đến lúc chết thì vào địa ngục, sinh làm súc sinh, sinh làm ngã quỷ, thì có sống thêm một thời gian nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hay là có những người thì có thể sống thêm 1 ngày 2 ngày, 1 tuần 2 tuần, 1 tháng 1 năm nữa, có thể sống thêm một thời gian ngắn nữa thôi, nhưng mà tạo ra được cái nhân để đi đến cái sự an vui, giống như là được sinh về thiên giới hay được sinh lại làm người sống lâu mạnh khỏe ăn vui sắc đẹp trí tuệ ấy, thì cái điều đó còn tốt hơn. Vậy thì quan trọng là những ngày nào còn sống, còn tồn được ngày nào, thì những cái ngày ấy là những biết hướng về những cái việc thiện đấy. Ví dụ như là cô ấy mà thương cha thì chỉ cần khuyên cha hướng thiện bằng cách nào, đó là bằng cách nào biết bố thí, biết giữ giới, nên là còn sống ngày nào đi làm những việc phước như là biết đi bố thí này, biết đi đảnh lễ cung kính những bậc có đức hạnh trí tuệ như là đảnh lễ Phật Pháp Tăng này, có niềm tin vào nghiệp quả, tức là niềm tin rằng mình làm việc thiện thì mình sẽ được hưởng phước, mình làm việc ác thì sẽ chịu quả báo này, có cái sự giữ giới, giữ năm giới hay là bắt quan trai giới, có cái sự tụng kinh, có sự nghe pháp, có sự ngồi thiền. Tức là bây giờ còn sống được ngày nào mà làm được những việc ấy, bố thí, giữ giới, lễ Phật, tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền, ấy thì có sống thêm được 1 ngày nữa
cũng còn hơn là sống thêm 100 năm nữa mà không biết bố thí, không biết giữ giới, không biết lễ Phật, không biết tụng kinh nghe pháp ngồi thiền. Thì có sống đến 100 năm nữa thì sau lại cũng chẳng có ích lợi gì. Còn sống được một ngày, hai ngày mà hướng được những cái pháp cao thượng ấy thì còn quý hơn rất nhiều. Đấy là người có trí tuệ thì sẽ biết tạo ra cái nhân chứ không có tham cầu hưởng cái quả. Ta tạo ra cái nhân này thì sau này sẽ có quả này. Còn cứ tham hưởng quả mà không chịu tạo nhân thì đó chỉ là một cái sự mà hiếu thảo một cách hời hợt, không có trí tuệ, hiếu thảo một cách ngu si mê muội. Thì đấy là cái sự hiếu thảo của người ni không có trí. Còn người có trí thì biết biết tạo những cái nhân lành thì tốt hơn. Dạ con thưa sư, các câu hỏi trong ngày hôm nay đã trả lời hết ạ. Mọi người hồi hướng. Idam me bunyam asavakkhadam vaham hotu. Idam me bunyam nibbanassa paccayo hotu. Mama punya bhagam sappasatthanam pacchemi. Tesabe menamam punya bhagam napandu sadu sadu sadu.